cái này cho được đấy. Từ từ. Đừng có bấm. Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua và rất nhiều các bậc phụ huynh ở tất cả các tỉnh rất xa về để báo tin cho anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm người thân, tìm chồng, tìm con, tìm vợ. Đây hôm nay tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo, một chú cũng rất lớn tuổi rồi, quê từ An Giang, hôm nay về Bình Dương, phải nói là để về đây để đăng một cái thông tin vô cùng bất ngờ. Các anh em đây đã tư vấn cho chú nhưng mà thực sự là bây giờ cái câu chuyện này gia đình chú hiện nay rất bức xúc. Vì vậy cho hôm nay đã quyết định là một người cha vượt mấy trăm km để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin tìm một người con trai gọi là quý tử của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, con xin phép xin chào chú nhé. Dạ. Chú có thể chú giới thiệu cho các cô chú anh chị tất cả trang mạng xã hội đang theo dõi video đội hiệp sĩ của Bình Dương. Chú họ tên đầy đủ là gì? Tên Đặng Minh Thảo mà ngụ ấp ở xã Hòa Bình, xã Hòa Thịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Chú cầm thấp hình xíu chú. À, hôm nay cũng đến đây để nhờ đội hiệp sĩ Bình Dương là của anh Nguyễn Thanh Hải đó, trong đội đó để chờ giúp đỡ giùm mà để tìm lại một cái chiếc xe Alex màu trắng xám đó, biển số 63B4 ba số biển số 31791 mà con nó đã lấy của anh vợ nó đã đi là ngày 14 tháng 4 đến nay, là nó có một cái cách là để nó không có sự thật, nó hỏi mượn một chút xíu vậy đó rồi để mà nó đi, nhưng mà nó đi luôn rồi bây giờ tất cả các thông tin gì đó đều là cắt đứt liên lạc hết. Mà nay thì gia đình đó, của bên bị nạn thì cũng quá khó khăn đó, cho nên đến đây là nhờ cái đội hiệp sĩ của mà trên Bình Dương của Nguyễn Thanh Hải đó, là nhờ trợ giúp giùm để kiếm lại chiếc xe, hoặc là khi mà nó có cầm ở đâu đó thì để chỉ địa điểm đặng mà cho chỉ địa điểm thằng, nhưng mà để cho là gia đình đó là có khi đến chuộc lại. Dạ, bây giờ đó này là cơ hội tốt để cho là con nó trở về, nếu nó còn chiếc xe thì mong là quý là các là mà anh em bà con á. Dạ. Rồi chú cho con cho ngắt lời chú này, mình chú cầm sát hình xíu chú cầm sát rồi ok chú. Bây giờ chú này, hôm nay là chú là quê từ An Giang ha, chú nhiêu tuổi chú? Dạ 61. 61 tuổi nha. Dạ. Rồi hôm chú đi từ lúc mấy giờ vậy chú? Đi hồi lúc mà 5 giờ, gần 5 giờ. 5 giờ sáng ha. Dạ. 5 giờ sáng bây giờ là hơn 9 giờ. Dạ. Hơn 9 giờ sáng rồi. Gọi là chạy xe. Dạ. Liên tục 4 tiếng, chú chạy xe hay là chú? Dạ. Đi xe dạ, khách? Chạy xe. Chú chạy xe Honda luôn. Dạ. Ủa, chú chạy tốc độ dữ mà. Không, đi... chạy cũng gần thôi. Nhẹ. Dạ, chạy thấp thôi, nhẹ. Thấp mà chú đi nhanh dữ vậy hả? Có 4 tiếng này hả? Từ An Giang vào đây còn bao nhiêu cây chú? Chắc cũng khoảng mở 100 ngoài cây. 100 ngoài cây xa vậy hả? Vì mình không có biết công tơ đề mét. Rồi cho con hỏi thế này nhá. Hôm nay chú đúng không ạ? Từ An Giang chạy xe về đây phải là vượt xa hàng trăm km để về đây nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin tìm đây có phải con trai chú không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ chú có thể chú giới thiệu rõ hơn con trai chú họ tên đầy đủ là gì? Dạ nó là tên là Nguyễn Văn Vũ, sinh ngày 19 tháng 11. Rồi 1986. Dạ. Số giấy chứng minh của nó. Dạ, là... tôi được rồi chú, được. Dạ. Bây giờ này gọi là con chú là sinh năm 1986 ha. Dạ. Dạ cùng quê với chú luôn ha. Dạ nó bây giờ thời gian sau đi lên Bình Dương này làm ăn. Rồi. Rồi bây giờ đó là. Dạ. Bây giờ này con là con chú, đây là con ruột ha. Dạ con ruột. Dạ. Rồi chú cho con hỏi là con chú hiện nay trước thời điểm mà bỏ nhà đi mất tích này đã có vợ con chưa? Lúc trước kia nó cũng có vợ, có đứa con gái gia đình rồi. À, vợ đâu rồi? Vợ hiện nay dạ, còn nó sống cũng à? Thôi rồi. Là hai vợ chồng ly dị à? Ly dạ, thân à? Ly thân. Dạ. Dạ. Cho con hỏi thế này. Hôm nay là chú về đây đăng thông tin như này, thực sự anh em rất bất ngờ. Dạ. Đây là con nói thẳng như vậy. Bởi vì những cái thông tin mà cha mẹ đăng thông tin mà gọi là như này là gọi là bóc phốt con rồi. Đúng không ạ? Dạ. Là những câu chuyện này gần như là không có trong tiền lệ trong đội hiệp sĩ quân hải Bình Dương. Vì vậy con muốn hỏi chú sâu hơn để rõ hơn cái câu chuyện này. Dạ. Con chú là trước giờ là có chịu làm ăn gì không chú?
Thật sự là trước kia nó cũng có làm ăn ở công ty, nhưng mà từ ngày nó cũng tụ tập nó đi chơi bời cờ bạc này kia rồi Ồ, nó chơi gì sa vậy ngã chú? luôn ra đến Chơi nay. gì vậy chú? Cờ bạc là Nó chơi thường gì? thì nó cũng đánh bài rồi này kia, thì Quánh lúc mà bài. vợ con nó cũng nói nó đi đánh bài vậy thôi à, Quánh bài giờ hả? đánh bài với nó chơi bầu cua rồi vậy. Ồ, bỏ cua tôm cá luôn. Quánh bài ăn Dạ tiền không? Hay anh quánh vui? cái đó là nó cũng đi đánh ăn tiền, nhưng mà nó Có được cũng không? phải thua lỗ này kia gì nó mới ra khởi sự như vậy. Hiện nay là con chú còn nhà, chứ có nhà chưa? Có nhà riêng không? Nó chưa có nhà riêng, Vậy là ở sống với chú. không nó cũng không có sống chung nữa, Ở trọ luôn chú giờ hay? nó cũng ở trọ đó mà thời gian rồi vợ chồng nó thôi đi. Sau này nó có quen với người con gái đó là tên là Linh, À, dạ. nó cũng bằng chung công ty, rồi con nhỏ đó thì nó cũng chơi chung, nó cũng cờ bạc đó. Ồ. Giờ cũng vì con nhỏ đó mà gia đình của nó cũng tan nát hết, Rồi. nó bỏ vợ bỏ con nó luôn rồi nó theo nhỏ nó sống tới giờ Dạ. Bây đó, giờ là bây hiện giờ nay mấy là năm nay rồi nó sanh ra cái chuyện này. Vậy là bây giờ hiện nay là con trai chú sống chung với một người đàn phụ nữ đúng không? Dạ À, tên Linh nhà đó à, dạ đang là trước đây làm chung công ty nhưng bây giờ hiện nay là sống chung với nhau rồi đúng dạ không ạ? nó có khi sống chung rồi có khi nó mình thì thật sự là mình không thấy thấy rõ, Dạ không rồi biết chỗ nơi của nó. cho con hỏi thế này, vậy là hôm nay chú về đây là nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm con chú để làm gì? Dạ để tìm nó là coi như là nó có về ở dưới ở Tiền Giang á, là nó cũng như nó lợi đó là nó lợi nhà của em rể với em ruột nó, Lại là nhà nó em hỏi gái, nó mượn chiếc xe lại nhà em gái và và em nhà em rể gái với em rể Dạ. nó, rồi nó hỏi nó mượn chiếc xe Alex á. Dạ, AB. Rồi dạ rồi bắt đầu nó đi, nó đi Mượn là mượn, mượn là mượn, nó đi đi đâu vậy chú? nó nói nó mượn là nó đi về nó tắm thôi. Ồ. Dạ rồi bắt đầu là nó đi luôn, mất liên lạc luôn, rồi nó Đi về lâu chưa không chết chú? rồi. Đến giờ phút này nhiêu ngày rồi? Nó đi đến nay nữa là coi như là 6 7 ngày rồi. 6 7 ngày rồi. Dạ nó đi ngày 14, Dạ. chiều 14 nay 19 14 rồi. tối khoảng ra 8 giờ. Dạ. Vậy là mượn xe, mục đích chứ mượn xe của em gái ha và Dạ em rể. với em rể, nhưng mà trong khi đó là có mình ở đứng tại đó luôn, Có chú đứng đó luôn. dạ chứng kiến. Chú chứng kiến là dạ con chú họ có hỏi mượn dạ và con rể và con gái được sự đồng ý. dạ được sự đồng ý hết. Dạ. Vậy là hôm nay sao con rể chú cũng không lên đây mà để cho chú lên đây? Bởi vì có nó có đi lên một lần rồi, nhưng mà có cái bị gì á, trong khi nó cũng còn suy nghĩ tới anh em mà cái tình nghĩa là nó sợ thằng này cũng như là ở tù này kia. Rồi hơn nữa giờ khi mà về để hỏi tra cứu kỹ lại thì lên đây thì nhờ mấy chú hiệp sĩ thôi, Dạ. còn cái vi phạm đó thì để sau này cái đó là tùy theo cái chuyện của pháp luật Dạ. đó. Còn giờ con cháu thì đứa nào cũng vậy, nó muốn mong để nó kiếm lại được chiếc xe Bây đó giờ chiếm chú đoạt. là vào đứng ở cái cương vị ở giữa là một người cha ha, đúng Dạ không? Rất khó một người cha sinh ra một người con rể, sinh ra một người con gái và một con trai, đúng không ạ? dạ Hai bên đều có gia đình riêng hết rồi. Nhưng mà hiện nay thì gọi là chính thức là con trai chú lừa con gái, đúng không ạ? dạ dạ Nhưng mà con gái này không phải con gái không, mà con gái hiện nay là khổ là lấy chồng. dạ Lấy chồng bây giờ phải phụ thuộc nhà chồng. dạ Và bây giờ chính vì lý do như vậy là chính bản thân con gái chú hiện nay cũng rất khó xử và chú hiện nay cũng rất khó xử, đúng không ạ? dạ Hôm nay chú về đây chú đã suy nghĩ kỹ chưa? suy nghĩ kỹ rồi Đăng thông tin dạ lên lên ấy là nó rất ảnh hưởng, con nói thẳng chú như vậy. dạ Dạ, nó rất ảnh hưởng đó. Vậy là chú cho con hỏi này, con chú là từ trước là có vi phạm gì không? dạ thật sự là không có. Trước thì chưa vi phạm, nhưng mà chơi bời quậy phá là có ha. Dạ Mình con chú đã lấy tiền đi bạc nhà hay là cầm cắm đồ tài sản thì nhà chưa? nó có lúc nó cũng lấy đồ của bạn bè nó cầm, nhưng mà gia đình cũng là xuất ra đằng để mà chuộc lại nó, nhưng mà lần này là coi như là nó làm lai gai hoài à. Với Không tiền chịu bạc nổi. trong nhà nhiều khi đó đưa gửi cho nó này kia nó cũng tiêu xài hết đó, là chứ bây giờ cuối cùng mà nó cùng phương rồi, nó về đây nó làm tới cái chiếc xe này là đối với em ruột của nó, em gái nó với em rể với gia đình. Còn là bây giờ mình hết cách rồi đúng không? Dạ Con chú là ở nhà là gọi là chưa vi phạm pháp luật đúng không? dạ Nhưng mà thực sự là rất quậy phá rồi. dạ Gọi là lấy của cha, của mẹ, của anh em. dạ Thậm chí là vay mượn người nọ người kia mà chú giờ phút này là chú phải trả tiền. Đúng không? Chú phải dạ trả hộ. đúng rồi. Đăng thông tin này lên nên là có thể sau này con chú với gia đình con gái chú có thể là sau này chắc chắn là sẽ mất đoàn kết. Đây là con nói thẳng như vậy chú để chú biết ha. À cái chuyện này thì coi như để vì cái chuyện nó làm thì nó phải chịu thôi đó. Cho con hỏi là chú đăng thông tin này là có đúng sự thật không chú? Dạ đúng sự thật Nếu luôn. sai. Dạ nếu sai tôi hoàn toàn chịu trước pháp luật. Bởi vì anh em hiệp sĩ Bình Dương là giúp dùm miễn phí. Đó, Dạ chủ yếu tìm con cho chú. Thì gia đình mình về có hướng ha. Dạ Còn anh em không có can thiệp sâu được. Dạ Bởi vì đây là con chú nó rất khó. Nếu người khác thì lại các anh em xử lý cách khác. Nhưng đây là vào cái cương vị con chú,
thực sự một cái câu chuyện là một người cha ruột về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tìm là bình thường, nhưng đăng tìm nhưng mà thực sự là con rể lại, con gái, con trai lại lừa con rể thì câu chuyện chưa có trong tiền lệ. Vì vậy nên con cũng mong là chú chia sẻ một cái câu chuyện nó rất thực tế, thật lòng nhất. Hy vọng là con trai chú xem được video này, con trai chú suy nghĩ lại, quay trở về. Cũng như cho nó có cơ hội là, một là nó phải đem cái xe về, thứ hai nữa giờ nó có cầm cố ở đâu đó, biết cho gia đình đó là ăn mà lo đi chuộc lại. Chứ giờ mua ngang thì cũng không có, mà mua mới cũng không có tiền. Vậy là thực sự bây giờ một cái chiếc xe đó đối với con gái chú và con rể chú là rất khó khăn. Phải không ạ? Đúng rồi. Không có còn sinh hoạt gì được hết. Vậy là hiện nay là gọi là cái phương tiện để đi lại làm ăn đúng không? Mà chính người con trai mình đã lỡ lòng nào nên gọi là lợi dụng cái tình anh em, còn anh vợ ha, tình anh em mà đi lừa chính em gái của mình, em rể mình, thực sự câu chuyện này gần như không có trong tiền lệ đâu, con nói thẳng như vậy. Hoặc chú có điều nào chú muốn chia sẻ thẳng thắn trên video này, hy vọng là chính bản thân con trai chú xem được video này, con trai chú sẽ giật mình và quay trở lại. Dạ thì đó là nhờ mấy chú nói giùm, chứ bây giờ tôi thì cũng không biết lời lẽ thì cũng không có được bao nhiêu, cũng không hiểu gì nhiều á, thì giờ mấy chú nói giùm. Chú có điều nào chú muốn chia sẻ trên video này, hy vọng con trai chú xem được, người cha mình đang vượt xa hàng trăm km bỏ thì, công bỏ việc về đây nhờ anh em Bình Dương. Phải cho nó xem nó coi, rồi nói với nó là phải là giờ nói với con là phải là nếu mày còn chiếc xe thì mày phải sớm đem về, còn nếu không đó là gia đình rất là khó khăn ở dưới, là bên Su Gia rồi chị em của nó là nóng ruột là cái đưa cho mày ra pháp luật luôn đó, đi trình báo với công an là chi nã nó luôn đó, để nói vậy đó cho nó biết. Bởi vì bên Su Gia là với còn anh chị em của bên kia nữa, chứ đâu phải là bên mình không đâu. Hiện nay có nghĩa rằng nếu như cái xe này đối với tài sản của người khác thì là quá bình thường đúng không ạ? Nhưng đối với gia đình chú và con, nhất đặc biệt là con rể chú thì thực sự là rất khó khăn. Vì vậy chú mới lặn lội vượt hàng mấy trăm km về đây. Để về đây tìm con, mục đích chính là con lừa con rể. Chú là thực sự cái cương vị đứng giữa thì con đã chia sẻ với chú rồi. Câu chuyện là rất khó ha. Mình bỏ thì bỏ bên này trọng bên kia thì không được. Nhưng mà thực sự là con chú thuộc dạng là một con người phá từ trước đến giờ rồi. Đăng này lên là nếu như con chú mà nói là bán xe rồi, xài hết rồi, thì chú sẽ nghĩ sao? Thì cái đó để nữa về, nếu mà nó như vậy thì nó như biết là nó thắng tận lương tâm rồi. Bây giờ nếu nó như vậy nữa thì để về nói với con dễ hoặc là gia đình nó rồi coi như tính như thế nào nữa thì thêm một bước nữa. Đến giờ phút này chắc chắn rằng con chú xài hết tiền rồi, con khẳng định chú luôn. Bởi vì một người mà đã lừa hết người lọ người kia, giờ vừa lừa người thân rồi là hết cách để đường cùng rồi. Đó. Vậy là con chú trong thời gian qua là có hoạt động, có làm việc cái công việc gì không chú? Thì nó cũng có đi làm công ty nhưng mà nó nghỉ lâu rồi. Có khi bây giờ nó nói những cái gì không còn tin tưởng được. Là vì nó nói nó đi làm công ty thì nó không có làm. Nó không có làm. Kể như nó nói thôi. Nó nói gặp mình thì nó nói kiểu là nó có công ăn việc làm vậy thôi. Nhưng mà thật sự nó không có làm. Cho nên cuối cùng vợ con nó phải là chia tay hết. Trước khi chú về đây là chú và con gái, con rể và thậm chí là các con của chú đã bàn bạc kỹ chưa? Dạ có bàn bạc kỹ rồi. Các con là đồng thuận ha? Dạ đồng thuận. Dạ, bởi vì đây là một cái câu chuyện rất phức tạp. Chú còn điều là muốn chia sẻ trên video này, hy vọng là các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội đã theo dõi video đội hiệp sĩ Quân Bình Dương giúp chú chia sẻ nhiều hơn để sớm biết được thông tin chính thức con chú đang ở đâu. Mời chú. Dạ cũng như là mình nói với bà con đó, mong bà con là giúp đỡ đó, cho tôi là được là gặp là tên là Nguyễn Văn Vũ này trong hình ảnh này nó, để sớm để nói chuyện với nó, hoặc là khi nó điện về gia đình đặng mà biết coi nó chiếc xe nó có cầm là đặng người ta đi chuộc, thứ hai nữa đó thì nếu nó còn xe thì nó mau sớm trở về, chứ còn để là coi như là để trình tới công an là coi như chi nã nó. Chỉ có bao nhiêu đó. Hy vọng là các cô chú anh chị tất cả trang mạng xã hội đã theo dõi video đội hiệp sĩ Quân Bình Dương. Nếu xem thông tin mà biết được một thanh niên là tên Vũ như này thì hãy liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Quân Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Các anh em này tìm cách khuyên hoặc có thể là giúp gia đình chú lấy lại chiếc xe này.
và để cho con trai chú nó có thể là cảnh tỉnh. Đây cũng là một cái bài học cho tất cả các bậc phụ huynh khác, tất cả các người làm cha làm mẹ, thậm chí anh em, đúng không ạ? Không cho mượn thì nó rất khó, đúng không? Bởi đây là người nhà, anh em ruột, mà cho mượn đến giờ phút này là mất tình cảm luôn. Giờ phút này là chắc chắn là mất rồi, phải không ạ? Giờ phút này chắc chắn là gia đình chú và con rể chú nó hiện nay là phải suy nghĩ rất nhiều trong cái cuộc hành trình vượt hàng trăm km, đúng không? Để về đây nhờ anh em về phía Bình Dương. Thôi, cuối video này thực sự câu chuyện của chú là rất đau, con rất thương, nhưng mà anh em này cũng không biết làm cách nào hết, chỉ có một cách khuyên chú giữ gìn sức khỏe. Bởi vì không ai mong muốn cha sinh con trở sinh tính, chú ạ. Không ai mong muốn là con mình đi làm điều đó. Ai cũng mong muốn là con trưởng thành, có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, phải không ạ? Nhưng mà giờ mọi chuyện nó lỡ rồi. Hy vọng của chú hết sức bình tĩnh và về khuyên răn con rể mình. Thôi, mọi chuyện này đã lỡ rồi, đúng không ạ? Bởi vì cái này là ai làm người chịu. Chứ đúng ra lý ra là con trai chú làm, con trai chú chịu. Chú là người không có trách nhiệm trong cái vấn đề này. Nhưng mà đây thực sự là câu chuyện của chú là rất khó, đúng không ạ? Buông xuôi thì không được, phải không ạ? Tôi thấy mình không buông xuôi được thì con rể nó coi mình cũng như buồn nhìn. Đó là rất khó. Chú là vào thế rất khó ha. Thôi, cuối video này con xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương, con xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú cũng toàn thể gia đình. Hy vọng là gia đình chú sớm trong thời gian tới sớm lấy được tài sản của mình, và con chú sớm cảnh tỉnh. Và cũng đây là một trong những bài học chính con chú có thể rút ra kinh nghiệm cho mình và sau này tu tỉnh làm ăn, gia đình mình không bị phiền toái gì nữa chú nhé. Dạ, công trần xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ của Bình Dương xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các cô chú anh chị đã luôn luôn theo dõi đội hiệp sĩ của Bình Dương trong suốt thời gian qua. Hy vọng là trong thời gian tới thì video đội hiệp sĩ của Bình Dương đăng lên thì các cô chú anh chị tiếp tục đồng hành giúp đỡ đội hiệp sĩ của Bình Dương, chia sẻ nhiều hơn nữa để đội hiệp sĩ của Bình Dương gọi là giúp đời giúp người, sớm tìm được những thông tin nạn nhân hoặc những thông tin con hoặc vợ hoặc chồng bỏ nhà bỏ đi mất tích. Chú có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương là đăng thông tin lên tất cả trang mạng xã hội không? Bởi vì đăng lên ấy, con khẳng định lại với chú, đăng lên là rất ảnh hưởng. Đồng ý ha. Đồng ý. Video mình đăng này là hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu sai là chú. Nếu sai là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn cảm ơn đến cuộc chia sẻ của chú. Chúc chú mạnh khỏe, thượng lộ bình an chú nhé. Rồi, xin chào chú, xin chào, hẹn gặp lại các cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo.